Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm, chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp trực tiếp cho chúng tôi qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Thì cứ mỗi khoảng chừng 10-15 phút thì đài phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại. Thì trong thời gian đó, nếu mà quý vị còn giữ đường dây thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Trong phần đầu, trong lúc chờ quý vị gọi vào đó, thì chúng tôi muốn nói về vấn đề cái luật về bảo hiểm xe cộ. Ở California đó, thì luật nó đòi hỏi đó là những cái người mà có xe lái trên đường phố thì cái người chủ xe, tôi nhắc lại là chủ xe chứ không phải là người lái xe, chủ chiếc xe đó họ phải mua cái bảo hiểm tối thiểu là vấn đề gọi là basic liability, tức là về trách nhiệm dân sự đó, thì cái bảo hiểm đó đó phải được bảo vệ tối thiểu là 15.000 thương tích một người, 30.000 cho tất cả mọi người trong một cái tai nạn và 5 người cho cái thiệt hại xe cộ. Tôi nhắc lại là 15.000 cho thương tích một người, 30.000 cho tất cả mọi người trong một cái tai nạn xe cộ và 5.000 cho những cái thiệt hại xe cộ. Nhưng mà cái đó là tối thiểu mà ai cũng phải mua. Nếu mà quý vị không mua thì khi có những cái chuyện xảy ra, thứ nhất là nếu mình không có mua bảo hiểm tối thiểu đó thì cảnh sát có quyền giam xe mình lại 30 ngày. Cái nguy hiểm thường xảy ra hơn là nếu mà mình không có mua bảo hiểm mà tối thiểu đó đó, gọi là basic liability, thì khi mình bị tai nạn, cho dù là mình không có lỗi, thì bên đối phương có thể họ cũng không cần phải, họ không bắt buộc phải trả cho những cái bồi thường về vấn đề đau đớn của mình, tức là pain and suffering. Họ chỉ trả cái tiền bill bác sĩ vậy thôi. Thành ra cái đó rất là thiệt hại rất nhiều, mình không có mua cái basic liability. Nhưng đối với những cái người mà có tài sản cao đó, thì họ có thể mua cao hơn. Thì thường thường đó, cái những cái cao hơn là 15-30 đó là có thể là 25-50 ngàn, hay là cao hơn là 50-100, hay là cao hơn là 100-300, tức là 100.000 thương tích một người và 300 cho tất cả mọi người trong tai nạn, và cao hơn nữa là 250.000 cho một người và 500.000 cho tất cả mọi người trong cái tai nạn. Và thường khi mình mua tối đa như vậy đó, 250.000, 500.000, thì nếu mình có tài sản nhiều, mình cũng có thể mua thêm một cái loại bảo hiểm, nó gọi là umbrella insurance. Cái umbrella insurance đó là nếu trong trường hợp cái tai nạn rất là lớn, thí dụ gây ra chết người hay là thương tích mà làm cho cái người nạn nhân bị tàn tật suốt đời chẳng hạn, thì có thể là umbrella sẽ phải trả thêm vào, và cái umbrella có thể là 1 triệu, có thể là 2 triệu, và có thể lên tới 5 triệu. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, tới đây. Dạ, dạ chào luật sư, tôi có hỏi được không ạ? Dạ được, dạ cô có thể đặt câu hỏi. Dạ, đây, tôi làm chủ nhà, bốn nhà trong một miếng đất, mà dưới tôi để là LLC. Ha? Bây giờ mỗi 2 năm á, thì tôi phải làm một cái statement information nói với Sacramento, là tôi là operation manager, tôi là chủ nhà single owner. Bây giờ câu hỏi của tôi là ai cũng có thể gửi cái statement information nói tôi là chủ nhà, tôi là manager, rồi dựa vào cái đó có thể bán cái bất động sản của tôi không à? Không. Cái nó hơi lỏng lẻo đó. Không. Dạ, có, không. Ai cũng có thể biên gửi cái information statement nói tôi là manager, tôi là officer. Bà nghe nè. Cái đó đó mà tôi có thể bán cái địa ốc có được không ạ? Dạ không. Cái statement of information đó
là mỗi năm bà phải điền và gửi cho cái Secretary of State, ok, của tiểu bang Cali. Cái đó đó chỉ xác nhận lại là ai là, nếu bà LLC thì ai là manager của cái LLC đó. Không có nghĩa gì hết đó, không phải là cái giấy để chứng minh chủ quyền. Thành ra thường thường đó thì họ cũng không có ai mà bỏ công ra để làm file cái statement information cho bà đâu. Tại vì khi file cái statement information đó, họ phải biết thứ nhất là nếu đó mà bà đã có on record là bà là manager của cái LLC đó đó, thì bà chỉ cần mỗi năm đó bà check vô là không có thay đổi và trả 25 đồng là xong, chứ không có cần phải điền là ai là manager hết đó. Nhưng mà nếu mà có thay đổi manager thì mới điền vô. Nhưng mà đó không có nghĩa rằng cái người đó là có quyền gì đối với lại cái bất động sản đó đó. Cái bất động sản mà bà có đó muốn chuyển nhượng là phải là cái người đứng trên cái record của cái bất động sản đó, tức là cái bất động sản đó đó nó phải có cái deed, nó gọi là cái grand deed, ok? Cái grand deed đó đó, mỗi lần đó mà muốn chuyển nhượng, thí dụ bà muốn bán cái bất động sản đó đó, thì cái người đứng tên trong cái grand deed mà hiện giờ đã được file với county recorder, thì cái người đó đó họ phải ký và thị thực xong, họ phải đăng ký, tức là record ở county mà cái bất động sản đó tọa lạc. Ok. Dạ thưa luật sư, bây giờ trong cái thành cái việc bà nói là cái statement information nó vô nghĩa, ok? Dạ thưa luật sư, trên cái giấy thuế thổ trạch đó, đó là Tiger Investment LLC. Có nói tôi là tên, nhưng mà khi nào bán á thì tôi phải đưa hết tất cả cái giấy tờ ai là chủ nhà ở trong cái LLC, phải không ạ? Dạ đúng, khi mà bà muốn bán đó thì cái LLC đó đó nó sẽ có ai là manager hay là member của cái LLC đó. Thì cái LLC đó đó khi mà có cái nó sẽ tên cái LLC, thì cái người mà đứng LLC mới có quyền ký và thị thực để mà bán, ok? Rồi sau đó phải đăng ký. Bây giờ có nhiều cái tổ chức nó ăn cắp á, nó ghê lắm à. Nó dùng cái, nó biết cái social security của tôi á, xong rồi á nó có thể làm fake cái license rồi nó đi vào escrow, nó ăn cắp, nó làm cái gì cũng fake hết. Mà tôi hỏi đó là khi nào mình bán nhà vô escrow, ký ngoài cứ ký với cái drive license đó, nó có phải lấy cái fingerprint không, phải dấu tay không? Lấy dấu tay là bây giờ người nào nói láo cũng không có được, cái dấu tay là cái người đó bây ok phải... Bà quá panic, bà bị bà và yeah, bà quá lo sợ cái chuyện nó không có đúng, ok? Cái phiên kỳ mà ký tên đó, cái người mà ký tên đó mà được thị thực chữ ký đó, họ phải thumbprint với lại cái trong cái sổ của người no public, và cái thumbprint đó mỗi người khác nhau, không có ai giống nhau hết á. Người no public. Tôi hiểu rồi, luật sư nói khi nào mình ký tên lên nội rồi thị thực chữ ký á, rồi mình phải in cái dấu tay ở trong cái sổ của nó, thì thực chữ ký là cái dấu tay á, là không có ai giống, có thể nào ăn cắp được. Dạ đúng. Cái dấu tay của mỗi người, nhưng mà ai sẽ kiểm soát cái dấu tay, ví dụ nó lên nó làm cái ai lên. Bà nghe nè. Bà nghe nè. Bà nghe nè. Thì bây giờ ai kiểm soát được? Bà nói lung tung beng quá, bà đoán mò rồi, bà nói không có lỗi. Bằng chứng gì hết đó. Ok. Bà dạ, làm ơn bà nghe tôi nè. Khi nào mình bán nhà là phải in dấu tay trong cái sổ notarization của nó, phải không? Thế là cái đó là sự thật, là cái người chủ nhà đó, phải không? Nghĩa là được không có thể ăn gian ăn lận gì được hả? Tại bây giờ bà nói nhiều quá. Bà mà không biết nghe, ok, mà bà đoán mò không à. Ok. À, dạ thôi. Okay. Thế là bảo đảm đó, phải không luật sư, không có lo gì hết. Khi nào cái escrow bán nhà là nó phải lấy từ thực chữ ký, in cái dấu tay, phải không luật sư? Ok, bà đoán mò rồi, bà nói nhiều quá, bà không có chịu nghe. Mỗi lần đó, cái người nào, thí dụ chủ của cái nhà đó, họ muốn bán đó, thì cái người đứng trên trong cái record của cái grand deed đó, họ phải ký và được thị thực. Khi ký thị thực đó, thì cái người no public đó, Việt Nam gọi là công chính viên đó, no public đó, họ phải kêu cái người kia đưa cái bằng chứng là mình là cái người đó. Thường là cái driver license hay là cái ID của tiểu bang.
Rồi trong cái ID đó họ mới coi đúng là có phải tên của người này hay không. Rồi họ phải viết xuống cái số travel license number, ngày expiration, ngày sinh tháng đẻ của người này, địa chỉ, dần dần. Ok. Xong rồi đó, cái người đó phải ký ở trong cái sổ của người no public và đồng thời phải thumbprint ở trong đó. Do đó cái người mà xác nhận rồi cái người đó đó là cái người no public. Đó là bổn phận của người no public. Họ có mục đích là chứng minh là cái người ký đó là cái người đó. Ok. Thành ra bà làm ơn bà nghe đó là như vậy. Ok. Okay. Thưa luật sư, là phải in dấu tay luôn, khi nào mình ký thì thực chữ ký là nó dạ bắt đúng. In cái dấu tay đó phải không luật dạ sư? Đúng. Dạ đúng. Ok. Dạ, cảm ơn luật dạ, sư. Có chị bà. Cảm ơn. Dạ. Tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau cái phần quảng cáo thương mại với quý vị. Nếu quý vị có muốn đặt câu hỏi thì vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài để đặt câu hỏi và chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Dạ, xin cảm ơn.